sáng mưa mưa lòi lỡ gì thì không biết, nhưng mà mưa từ 3 giờ sáng tới giờ mọi người. Thiệt luôn mọi người, tụi mình vừa mới ngủ dậy là mưa nó sập mặt luôn rồi. Bây giờ không biết làm sao. Mở ra cho mọi người coi mưa. Đây là view của cái phòng mình luôn nè mọi người. Mưa. Mưa rất to, gió rất lớn. Đây là phòng rất là VIP nè mọi người, phòng Banana View. Banana View. Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Tập. Và hôm nay thì là ngày thứ 2 tụi mình ở Phú Quốc. Và hôm nay như mọi người cũng đã biết, thời tiết rất là gọi là gì? Tổ đãi luôn á mọi người. Mưa sấp mặt luôn. Ở thời tiết mưa, siêu ơi trời. Cho nên bây giờ tụi mình sẽ mặc áo mưa. Nè mọi người đang mặc áo mưa nè đó. Đây nhìn anh giống như là đi cái gì đi cách ly á. Tụi mình sẽ mặc áo mưa và đi ăn sáng. Thì sáng hôm nay tụi mình quyết định là sẽ đi ăn bún kè. Đó. Tốt thêm, tặng thêm đồ béo. Wow. Rồi. Đây là cái hấp dẫn nè. Dạ. Kè nè. Cái này là kè nè, không ngon. Kè là cá biển nấu. Dạ. Cá biển nấu giống cà ri hả? À, bút dừa. Món này chỉ có Phú Quốc có thôi đó. Dạ, ngon quá. Đây là bún kè, mỗi người một phần, 30 ngàn một phần mọi người. Mà trời ơi, cái này là mình đã ăn một lần cách đây 2 năm rồi, rất là ngon. Ở trong này mọi người là đã có nước mắm rồi, cho nên, ủa em cầm một cái nữa đây. Nhưng mà ớt thôi. Đúng rồi, chỉ cần cho ớt thôi hoặc là trộn lên thôi là ăn được rồi. Mình sẽ cho em múc kì. À, múc kì thì múc thêm nha. Ngon, thơm. Mọi người ơi, mưa đã to hơn nữa rồi. Trời ơi. Lần đầu tiên đi một chuyến đi mà trời đổ như vậy nha mọi người. Hello mọi người, hiện tại trời đã quang mây tạnh một xíu rồi và tụi mình đang mua Milano, tại vì ở Sài Gòn á cũng có đó mọi người. Đi Phú Quốc nè, đi tìm ra được Milano Phú Quốc để uống. Đó, rồi bây giờ thì bốn người còn cách ly đây nè. Và như các bạn thấy, chúng tôi đang mặc trên người bộ sưu tập Phú Quốc Fashion Week với những thiết kế rất là mát mắt. Tím gì? Tím mộng mơ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhà. Đó, rồi đây. Cam. Cam lè lè. Đây là xanh cách ly cho mọi người. Và hồng cá tắm. Bây giờ thì trời đã tạnh mưa rồi mọi người, cho nên là tụi mình sẽ đi ra suối đá bàn để chơi. Hy vọng là tới đó không mưa. Rồi, vậy nha, đi nha. Hết mưa rồi. Đi thôi. 1 minute 37 seconds later. Mọi người ơi, đây là con đường mà vào suối đá bàn á mọi người. Ngày xưa cái đây 2-3 năm mà mình đi á là nó ghê lắm, nó còn đất đỏ. Nếu bạn nào mà đã từng đi suối đá bàn cái đây 2-3 năm giống như mình thì cũng nhớ là con đường rất kinh khủng. Và kiểu như là đợt đó mình đi mùa nắng nha, nhưng mà vẫn ổ gà, ổ voi gì tùm lum hết á. Nhưng mà đợt này tụi mình đi á thì đường đã làm bằng xi măng rất là đẹp và cho nên là rất là dễ đi. Mọi người chỉ cần search ở trên map là suối đá bàn thôi các bạn chạy theo ha. Thì nếu mà từ trung tâm Dương Đông ra đây thì khoảng 7-8 cây thôi. Cho nên là nhớ đi ở đây suối rất là đẹp và ăn rất là ngon. Một hồi mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Bây giờ thì ghé đổ xăng. Tìm em ơi, nước không. Mọi người ơi, đây là đường vô suối đá bàn rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ bữa nay nước có lên cho nên là không có qua được cái chỗ này luôn rồi. Tới suối luôn rồi mọi người ơi. Rồi vô cắm bìa, cắm trại mọi người. Rồi mời mọi người. Trời ơi. Nước rửa chân mọi người ơi, rửa chân. Trời nước sạch quá nè mọi người. Trời nói chứ cái đường này ngày xưa đúng là có một đoạn này thiệt, có con suối đi ngang luôn. Ngày xưa cái mùa khô đã khó qua rồi, nhưng mà đi mùa mưa thua luôn như con sông vậy đó. Rồi sao qua. Trời ơi, đây là con đường mà người ta trèo xuồng luôn mọi người ơi. Ủa trèo xuồng hả mọi người, làm gì quay dữ vậy. Trời cống sự kiến sự trèo xuồng quá. Có đưa người qua không anh? Có kìa, đi không? Đi không chị? Ủa nhưng mà xe để đâu? Hả? À đậu xe đây được luôn nè. Thiệt luôn á.
Dạ phải ướt thôi chứ sao vậy. Trời ơi mọi người ơi, như bắt được vàng vậy đó. Cái chỗ này ghê quá ha. Ờ. Như đi hành xác vậy. Cái đi chơi của hai đứa mình sao nó kỳ quá ha. Trời ơi. Trời ơi chị ơi, mọi người ơi. Trời ơi. Chuyến đi du lịch quá lạ lùng luôn mọi người. Hồi nãy em tưởng không vô được. Mọi người phải đi vào mùa mưa mọi người. Phú Quốc là nên đi mùa mưa. Nên đi mùa mưa mới có những trải nghiệm như vậy. Nè cái chỗ hôm bữa tụi em đi xe máy qua cũng khó nữa đó. Ở đây luôn á hả? Ừ. Ngồi im. Gì vậy? Ngồi im mọi người ơi. Nước chảy là sao? Là không qua được á hả? À bị cuốn xuống nước luôn hả? Cuốn. Sợ quá mọi người ơi. Bởi anh nói cảm giác hồi hộp là đúng rồi mà. Nè bữa trước đi qua đây rất là khó đi. Đây là một suối. Thousands of tears later. Chị ngồi em. Rồi mọi người ơi, bây giờ tụi mình sẽ đi vào trong suối đá bàn nha. Hẹn á, bà đòi đứng thì tới giờ luôn á. Chạy không sao, tí có nó hẹn đi thác. Đúng vậy. Cái gì đúng không? Mình có cái nó đúng. Cái đầu mình không còn gì, nó đấu dở. Cái đầu em nó xong rồi. Bốn anh em siêu nhân tụi tôi đã đi vô được con đường xuống đá bàn. Đây mọi người ơi, mình tới khu du lịch suối đá bàn rồi. Đi bộ chắc khoảng 500 mét đó mọi người, là tới. Đây mọi người, này là cái chỗ nhà hàng nè. Tụi mình tới nhà hàng rồi mọi người, nhưng mà tại vì hôm nay á, bình thường mình sẽ đặt đồ ăn xong người ta sẽ xách lên trên suối cho mọi người luôn. Nhưng mà hôm nay thì không có mưa cho nên là không có lên được. Thì bây giờ sẽ order đồ ăn ở đây, xong rồi mình đi lên suối mình chơi. Xong rồi mình lại quay ngược xuống đây để mình ăn, mình chỉ đặt trước thôi. Thì giờ đặt đồ ăn nhé. Gà làm, anh nhớ là thịt lạc đỏ với cháo đúng không? Ừ. Có chả giò với lại trứng thịt lòng luôn. Ừ. Bây giờ mình bán sao? Thịt lạc cũng 5 ngàn hả? 4 ngàn. Vậy 4 cô. Thông tin của cái chỗ này nè, 6 tre nha. Chả giò, cút trắng, cút lộn, không bị lộn trái cây, bia nước ngọt. Có số điện thoại nha mọi người, nếu mà có cần cái gì thì mọi người có thể liên hệ. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi lên suối. Rồi đi mọi người, 5k, ấy không phải là 4k hả? Đi vẫn tiếp tục với lại 4 cái áo mưa Fashion Black Thi Phú Quốc Fashion Week nha mọi người. Trời, cái cầu ghê vậy. Thử thách catwalk trên cầu tre. Cái cầu này đúng ghê luôn á. Cái cầu này thấy cơ bản là không đi quá 5 người. Wow. Nè nước bên đây chảy rất là xiết luôn mọi người. Không bên này thì không thấy xiết nhưng bên này nè. Rồi, sorry. Trước khi mà đi Phú Quốc á, mình đã tốn khoảng 4-5 triệu để đi mua đồ á mọi người. Và cuối cùng thì mình mặc một bộ đồ ngủ ở trong và cái áo mưa hồng ở ngoài. Đây, những người em của mình cũng tốn vài triệu đồng. Cuối cùng là một bộ đồ ngủ ở trong. Mình tạo dáng cái này. Trời đất ơi. Trời ơi, như kinh công vậy. Ok, đi mọi người ơi, đường lên suối nè. 300 hả? Hay bao nhiêu? Có 3 mét nữa hả? Xóa bớt mấy cái chỗ đi rồi kìa. Trời ơi. Giống đóng phim á. Thiệt á, giống như tụi mình làm một bộ phim rồi đó chị. Chuyến đi là đúng là một bộ phim luôn á. Mặt nạ bùng khoáng.
Mọi người ơi, mình nghĩ mọi người nên đi Phú Quốc vào mùa mưa nha mọi người. Rất vui luôn á, có nhiều trải nghiệm rất là thú vị. Không thể tưởng được. Những trải nghiệm ví dụ như là cát lúng nè, bùn lầy nè, ngập nước nè, đó. Đó là những trải nghiệm mà không thể có được luôn mọi người. Không thể có được luôn. Làm sao mà nghĩ được một chuyến đi Phú Quốc nó sẽ như thế này. Mọi người cứ nghĩ là đi Phú Quốc sẽ vô resort, sang chảnh, check in các kiểu. Mọi người hoặc là trước lúc đi tụi mình vẫn tưởng như vậy. Đúng rồi. Vin Oasis, Vin Wonder, rồi đi chụp hình với lâu đài cổ, với lại các kiểu. Rồi châu Âu, châu Âu. Đó giờ thành bốn con loại sình như này. Đúng là con người mình hả hay. Trong đây anh tưởng là con người mình hay lắm khám phá đâu, trong này ai về đâu rồi quăng rác ở trong này. Chứ gì nữa ba coi nè, đi tới đâu cũng thấy rác hết nha mấy mẹ nha. Không có đem rác vô đây dục nha. Thiệt luôn á, quá trời rác luôn á. Nhất là cái mùa du lịch đó đông đúc á. Kìa qua kia rồi kìa. Nè bên này là đá nè mọi người. Con quái vật nè. Con người cũng thay đổi mà chị. Sáng đó, con quái vật. Trời quay được cả đống té rồi chị. More moments later. Cuối cùng thì cũng đã tới thác rồi mẹ. Mà bữa nay nước siêu to luôn á. Bữa trước còn băng qua được bên bờ bên kia, bữa nay là không dám băng rồi. Cái gì vậy? Wow. Trời ơi, cái nước nó quá là mạnh luôn á. Coi chừng té nha. Hùng vĩ quá à. Đây, bây giờ tụi mình tiếp tục lèo treo lên nữa mọi người. Cứ đi men men theo con đường mà ở bên hông con suối á thì sẽ dễ đi hơn. Trời. Đây. Con suối này mình nhớ nó rất cao luôn rồi, chứ mình lên nó một chỗ y như cái hồ bơi vậy á, mình có thể tắm được. Và nước bữa nay rất là xí luôn nha mọi người. Nước mát cực kỳ luôn và trong nữa. Đó, đi ra thêm một cái bờ suối khác rồi nè. Khu vực cây dù. Hey. Mát lắm mọi người ơi. Nhà tắm công cộng nha mọi người. Rồi quay MV luôn trai ơi. Bài gì giờ chọn bài đi. Chị ơi, như con cá hồ lồ. Trời ơi, trời. Điện thoại anh đó nha anh Tố. Mọi người ơi, bây giờ thì cũng đã trưa rồi, nắng cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi xuống để ăn trưa. Thấy ghê quá trời ơi. Sợ quá. Đó, nói chung là thác thì còn cao nữa mọi người, nhưng mà những cái ngày mà khô á mới đi lên trên được. Còn ở đây thì chắc là tới đây là mình đã hết đường để đi rồi, thì thôi tụi mình đi xuống luôn. Chương trình xé gà cùng cô Cẩm Lan. Cùng cô Cẩm Lan. Cháo gà Cẩm Lan. Món ăn huyền thoại. Rồi xin mời cô Cẩm Lan. Đầu tiên là chúng ta phải đeo bao nha các em. Các em làm gì mà các em không đeo bao vào là các em chỉ có chết thôi. Thời buổi bây giờ là không biết gì là gì đâu nhá. Và mang bao vẫn là tốt nhất nhá. Rồi đây là cái cặn, em nào ăn cặn thì ăn. Cô là cô không ăn cặn. Tí nữa nhét cái cặn vô miệng cô. Rồi giờ cô sẽ xé làm đôi nha cả nhà các em rồi. Đó, đây là cái đùi nè mọi người thấy không? Đó, nhà rất là mềm nha. Mềm. Rồi, nói chung là lúc bưng ra là còn nóng hổi, bốc khói. Đó, bây giờ xé vô gỏi luôn hay sao mọi người? Hay là xé từng miếng rồi gỏi? Thôi, xé để dĩa đi, ăn kèm chứ. Tại cái dĩa gỏi nó hết chỗ rồi.
để đây luôn không? Ờ, xé miếng miếng đi, tao cứ xé bự trước đi. Rồi nguyên bộ đồ lòng còn trên đây luôn nha cả nhà. Còn nguyên nha mọi người. Rồi, hấp dẫn quá. Ờ, cái cánh nè. Nóng quá. Hôm nay còn nóng hổi mà. Nóng quá, xé không được. Rồi cái nó ức nha mọi người. Ức với cái cánh, còn cái xương nè. Rồi, ngon quá mọi người ơi, mọi người đi nha. Luôn luôn ở cuối thiên đường nha mọi người. Đây, mọi người ơi, mọi người có nhớ tấm hình này không? Oh my god, wow. Trong tập trước, giờ mình tập này mình sẽ cho mọi người coi lại đây nha mọi người. Đây. Ok, bây giờ sẽ tới chương trình bước ba nha mọi người. Hay là gì vậy, kể vào à? Kể vào thịt. Ôi, nhìn cái nước mắm này thấy ngon rồi đó mọi người. Hôm nay là tập đặc biệt, mốc băng trong thảo cầm viên. Xung quanh là chó Phú Quốc. Nên là nên thử chả giò, chả giò rất là béo. Ở đây là thịt gà, hồi nãy mình đã xé rồi nha mọi người. Chấm với muối tiêu. Muối tiêu ở Phú Quốc nó hồng hồng mọi người. Ở đâu cái cũng thấy vậy đó. Ở đây cái là hơi ồn đó mọi người, mọi người thông cảm cho mình nha. Bên xung quanh là dòng suối. Tụi này cho học giò rồi. Có đũa nữa nha. Lỡ đó. Đũa. Xin miếng bao đôi. Hết trong này nhiêu tiền mà. Không biết. Tôi tính. Tôi tính tiền. Ngày tính ký. 300 mấy ký á. Mà con hai ký mấy á. Phải hơn ký rưỡi á. Chắc còn ở Mỹ tầm gần 7-8 trăm rưỡi á. 6 ngàn hơn á. 5 ngàn triệu. Hả? 5 ngàn triệu. Không, cái đứa là 800, tầm 800 rưỡi á. 800 á. 800 bè á, coi như mỗi người 200 á. 200 á, tầm đó. Khô á chị, là khách lên tới chợ ngồi ăn. Đã không? Ổng đó hết chén đũa gì cho mình luôn, nước đem nước ngọt đem đá lên luôn. Hàng chi nó có cái khu, ghi là cái khu. Ừ, khu ăn uống. Ừ. Đi lâu lâu, bao tao cũng đi rơi heo á, ổng đi quen rồi, ổng đi nhanh lắm. Cái nghiệp rồi. Ăn xong để đó, ổng sẽ lên cũng dọn. Cái nghiệp bọn, chỉ cần đi nó thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà tại cái tiền của mà mình trả giá cao 380 là ổng phí dọn dẹp đó. Đúng rồi. Cái tiền mà cao là tính luôn cái phí đó rồi á, tại vì tụi mình ăn hôm nay mua á, mua ở đây á. Chứ bình thường anh ăn 38 mà cao á. Đúng rồi. Nhưng mà mang lên đó thì đáng. Đáng mà, mang dẫn thì đáng. Đây tụi mình vừa mới ăn xong mọi người, 4 khách. Con gà là 630 ngàn, chả giò, cốt, nước suối và coca tổng cộng là 854 ngàn. Và tính ra mỗi người khoảng 201. Ngon, nói chung là gà ta và thả vườn bắt luôn cho nên là ngon, thịt dai chắc, nói chung mọi người nên thử nha. Rồi, cách quất nè mọi người. Đây bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục lên xuồng để về mọi người ơi. Kết thúc chương trình suối đá bàn. Yên tâm yên tâm, không sao. Anh Tú ơi, anh Tú ơi. Rồi em. Em rồi. Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Ăn muốn hết cái chỗ đó luôn rồi. Ăn mãi rồi, cái nhà nãy còn bây giờ sập luôn đó. Ờ, cái nhà nó sập luôn kìa. Ủa, cái nhà đó mới sập hả anh? Không. Nước nhiều á nó sập hả? Ghê quá à. Nè mọi người. Hồi nãy đâu thấy cái cây đâu chị. Hồi nãy cứ cao mà không thấy cái cây luôn á. Bây giờ mới thấy mấy cái cây nè mọi người. Đó, cái con suối này nè là bình thường không qua được. Hồi xưa nó là đá lởm chởm, bây giờ nó xây đường rồi đó, nhưng mà nó vẫn bị ngập. Nãy giờ không ai đi. Có mình của em mà. Ờ. Cái điều mà hả, ông kia ông còn từ chối tiếp em luôn mà. Đi vô mà không ai bắn vé, không ai nói gì luôn, nhìn kia cũng bất ngờ. Ủa, hai bốn này sao vô đây được? Đây đi đường nào? Yếu quái phương nào? Hello mọi người, hiện tại thì mình đã về nhà khách sạn rồi và đã tắm rửa thay đồ đẹp đẽ rồi mọi người. Thì cũng tổng kết lại cái buổi đi suối đá bàn của tụi mình là thứ nhất á là một chỗ luôn. Một chỗ đáng để đi. Trong chuyến đi Phú Quốc thì đáng là đi, nhưng mà cái mùa mưa này á thì nếu mà đi ít người, đi hai người thì cẩn thận. Đúng rồi. Ừ, hay nói chung hai người thì hạn chế đi. Đi nhóm, đúng rồi. Chịu khó và thích khám phá thiên nhiên, thích đi tắm đó. Tắm nu rồi đó. Tắm nu rồi đó. Wow. Đi lên đó. Với lại kiểu không có sợ ngại mà dơ, với không có ngại mà đi nhiều á.
thì nên đi, tại vì nó sẽ rất là cực. Nhưng mà vui, nó không quá cực đâu so với những cái chỗ khác mình đã từng đi, thì chỗ này là cũng tương đối dễ đi. Nhưng mà mùa này mưa thì hơi khó, nhưng mà mùa khô thì đi để có thể lên trên cao nữa để tắm ở trên đó, và người ta sẽ ship đồ ăn lên trên đó luôn, thì nó rất là thoải mái. Nói chung là một chỗ đáng đi thử, nếu bạn nào mà đang đi Phú Quốc thì có thể tham khảo chỗ này ha. Rồi bây giờ thì chắc là mình sẽ kết video tại đây, tại vì nó dài quá rồi. Bây giờ thì mình đang trên đường đi qua Vin Oasis, và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Tụi mình sẽ quay Vin Oasis cho các bạn xem là Vinpearland ở Phú Quốc có gì. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye.